Vbiz 25 giờ, hân hạnh chính thức được đồng hành cùng thương hiệu son Yurika nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Chúng ta đang đến với bản tin Vbiz 25 giờ và ngày hôm nay người đồng hành cùng với lại Sơn Ngọc Minh đó chính là anh Minh Đức. À vâng, mình rất vui để trở lại cùng với Sơn Ngọc Minh để tiếp tục những câu chuyện showbiz, và ngày hôm nay có những câu chuyện mà có lẽ ít khi các bạn được nghe, nhất là các bạn trẻ và những bạn sống ở thành phố. Nó cho thấy một cái góc khác của thị trường giải trí. Và nó đã từng song song tồn tại bên cạnh những thị trường lớn, nhưng đã đến lúc chúng ta có một câu chuyện khác về nó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin có trong ngày hôm nay các bạn nhé. Bầu show miền Tây, 10 năm trước show ngoài trời ở tỉnh trong thời kỳ huy hoàng, hiện tại nó không phải đang chết mà là đã chết. Sau việc và những sự cố nhớ đời tại show tỉnh, khách bồi thường cho khán giả 10 triệu đồng lại bị ném ghế, tấn công. 1977 Vlog thế lực mới của làng YouTube Việt Nam, chỉ sau 3 clip đã giành được nút bạc tự tạo vũ trụ cho riêng mình. Tranh cãi với đăng ký kết hôn của Văn Mai Hương là giả, Quang Trung bị hacker tấn công tài khoản lừa đảo tiền khán giả. Và đến với tin đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một tin rất là gọi là chuồng gà. Tin là chuồng gà vì bầu show miền Tây nói là thời kỳ huy hoàng của những show tỉnh á, thì lúc trước thì còn huy hoàng nhưng bây giờ thì đã chết hết rồi. Thì cái này á, để Minh Đức nói cái ý là chúng ta sẽ biết đến những cái góc khác của showbiz mà có thể chúng ta, nhất là thành phố thì ít khi biết đến. Yeah. Đó là những cái show ở tỉnh mà ngày xưa hay gọi là show chuồng gà đấy. Đấy, Minh dùng cái từ chuồng gà. Nhưng cái này hỏi Minh trước, Minh có ngại không nếu mà tiết lộ là cát xê cao nhất của Minh khi đi diễn ở tỉnh nào không? Thời lúc trước thì thời huy hoàng thì cũng còn khoảng được hai mươi mấy là, triệu. Là solo đấy thì? Dạ, là cả nhóm. À cả nhóm đi. Dạ, tại vì tiền phí, chi phí đi lại có 4 người nè, rồi ăn ở 4 người, rồi mọi thứ tính hết thì 20 mấy là ít đó. Đúng rồi, là ít. Thực ra thì mọi người hay nghe 25 triệu thì nhiều, nhưng thực ra chia cho 4 người thì nó không có bao nhiêu hết. Và thực ra show ở tỉnh ấy thì mọi người xác định là hầu như không có bao giờ có những cái con số ca sĩ khổng lồ hết. Dạ. Vì là thường là đi tỉnh ấy là mọi người cũng mời ca sĩ gọi là cũng vừa vừa tầm. Và thứ hai là đi rất là nhiều show, có thể là một đêm 3-4 điểm gì đấy. Xong rồi một tuần là có thể nhân lên cả chục show, thì thôi thì tích tiểu thành đại thì gộp lại thì cũng được, thì cũng có nhiều ca sĩ chấp nhận đi show tỉnh là như thế. Thế còn tất nhiên là cũng sẽ có những ngôi sao họ được cát xê cao hơn những người khác, thì nhưng mà thì con số đấy cũng không nhiều, tại vì cái quy mô thị trường ở tỉnh nó chỉ đến thế thôi. Nhưng mà tỉnh có những cái show diễn á, mình đưa đến cái là mưa xuống là không ai coi hết luôn đấy, tại vì diễn ngoài trời. Và thường là có hai dạng, một là đi những cái show hội chợ, nhân tức là vừa tổ chức hội chợ vừa làm ca nhạc, hoặc là đơn giản là một số ca nhạc ngoài trời. Họ lấy cái số đông để bù lại, có thể là giá vé rất là rẻ, mấy chục ngàn đến trăm ngàn, 200 ngàn, nhưng mà cứ mấy ngàn người thì con số nó cũng đáng kể. Tuy nhiên ấy, đọc cái tin này á thì mình lại thấy nó có những cái góc nhìn từ các mình ấy nó không được khách quan cho lắm. Ở đây á, tức là bầu show họ nói rằng là cái lý do chính để cho cái show ở tỉnh nó chết là do nghệ sĩ đòi cát xê cao, và có trích ra con số là mấy trăm triệu đến cả tỷ đồng. Mình nghĩ rằng là đây là những con số mà có lẽ là các anh ấy bầu show, các anh ấy hơi bị lẫn lộn khái niệm chăng, bởi vì những con số mấy trăm triệu và tỷ đồng thường là chỉ có ở những cái event. Show event thôi. Mà show event ấy thì nó không có cái barem nào hết, tại vì nó không phải là thị trường. Ở đây là thuận mua vừa bán, là thỏa thuận, vừa là tôi đến đó để hát cho cái sự kiện của anh và anh trả tôi mà có cảm thấy thỏa đáng là được. Còn với những cái show bán vé thì nghệ sĩ họ cũng biết phải cân nhắc là cái show đó quy mô như thế nào, tầm cỡ ra sao để họ đòi cát xê, hoặc cũng có khi là họ đòi cát xê cao để họ khỏi đi diễn. Để họ không muốn nhận những cái show đó. Nhưng mà từ chối thì cũng không nỡ, rồi bị mang tiếng là chảnh chọe này kia thì thôi lấy cát xê cao vống lên để khỏi phải đi. Thì mình cũng thấy là rõ ràng là không phải chỉ là chuyện nghệ sĩ cát xê cao đâu, nó có rất nhiều vấn đề. Nó liên quan đến cái sự suy thoái của thị trường ca nhạc, mà ngay cả thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh mà bây giờ các tụ điểm ca nhạc hầu như không còn. Đúng, các sân khấu lớn đã hầu như không còn nữa rồi. Hồi lúc trước thì em nhớ là em đi diễn ở ngoài Bắc á, thì phải đi bằng máy bay, mà tiền vé máy bay thì lại mắc hơn tiền vé đi xe đò. Ở những tỉnh miền Tây thì tụi em lấy giá cũng khoảng là có 10 mấy à. Ở miền Bắc thì tụi em lấy 20 mấy, tại vì nó sẽ chi phí trừ tiền ga này nọ thì tụi em chỉ mỗi đứa chỉ còn có 3-4 triệu thôi. Đấy, tức là mọi người nghĩ là mấy chục triệu thì nhiều đúng không? Đấy, nhưng mà một nghệ sĩ thường là họ đi ấy, họ đâu phải đi một mình đâu. Có những người đi là phải có người quản lý đi cùng để giúp đỡ này, có người đem cả con cái đi, có người đi cả mẹ đi này. Tức là nhiều khi một người đi diễn nhưng có khi cả vũ đoàn đi nữa. Chứ nhiều khi là trừ cái tiền chi phí rồi nó còn bao nhiêu đâu. Đấy, và nghệ sĩ thì cũng loạn muốn là mình xuất hiện, cho dù sân khấu ở nhà quê hay ở tỉnh hay ở đâu ấy, thì cũng phải đẹp. Đó, phải hấp dẫn khán giả để người ta xem mình trên TV đẹp như thế, nhìn thấy ở ngoài nó cũng phải thế nào đấy, chứ không ai mà là tiền nào của nấy được. Cho nên là nhiều khi ấy, mình nghĩ là đây là cái quan hệ về thị trường, bầu show cũng phải chấp nhận cái điều đấy thôi. Dạ, đúng rồi. Thị trường nó đã thay đổi nhiều rồi, và nhiều khi đi diễn nó sẽ còn gặp nhiều cái rủi ro nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với tin tiếp theo ạ. Có những cái sự cố, những cái rủi ro trong những cái show diễn mà những lần đi tỉnh á, nó rất là gọi là nhớ đời luôn anh.
À, thí dụ mình đang diễn xong rồi có một bạn khán giả nó đi ngang, đứt nguồn dây hết, tắt điện hết diễn. Đấy thì là cái chuyện đấy thì nhiều lần, thậm chí là Minh Đức cũng có đi ngày trước ấy, ở hồi còn ngoài Bắc ấy, là cũng thì là cũng hay, các bạn ca sĩ cũng hay rủ đi đi chơi, đi cùng một số tỉnh thì cũng đi nhiều tỉnh, cũng chứng kiến nhiều chuyện buồn cười lắm. Và có những cái sân khấu mà mình không thể hình dung ra là có thể làm một cái sân khấu như thế mà cho toàn sao hạng A đứng hát. Chẳng hạn như là dựng hai cái cây tre ở trong một cái nhà thi đấu rất là to, nhưng dựng hai cái cây tre ở góc, tận dụng cái góc của nhà hát để dựng lên. Đấy sau đó là bắt một cái sân khấu, một sàn gỗ rất là thô sơ mà bé tí tinh hiên á. Đấy xong căng một cái bạt có hình con nai đang ăn cỏ bên bờ suối, tức là nó rất là buồn cười, mọi thứ rất là thô sơ mà trên sân khấu nó toàn là sao hạng A từ Sài Gòn ra hát thôi. Đấy nhưng mà đấy tức là nhiều khán giả họ cũng chỉ cần nhìn thấy ca sĩ thôi. Thì cũng chính vì những cái show, cách tổ chức nó hơi tạm bợ như thế cho nên là nó dẫn đến nhiều những cái sự cố, không chỉ là sự cố với sân khấu, đã không ít ca sĩ đã từng là bị sập sân khấu, sập sàn sân khấu. Đấy, là chuyện rồi. Đã từng nhiều người bị này, rồi là do bảo vệ không tốt cho nên là nhiều khi là khán giả ùa lên sân khấu. Rồi là trộm cắp móc túi, rồi là đổ lỗi cho ngôi sao. Ví dụ có một lần ca sĩ Phi Nhung bực mình vì cái chuyện là tự nhiên mình bị vu cho là vì mình mà người ta bị mất điện thoại này kia. Thế là cô bực với người thôi thì bỏ 10 triệu ra cho đi cho nó xong. Đó, cái đó phải là bồi thường mà cô bảo cô để gọi là muốn yên thân. Cho nó xong, nhiều khi là nhiều nghệ sĩ cũng đã rơi vào tình trạng như vậy. Nhiều khi là bị vu lên chứ chẳng phải là gì cả. Nhưng mà vì mình là nghệ sĩ, thế chẳng nhẽ tự nhiên lại mang tiếng là vì mình mà fan của mình bị thế này bị thế kia thì mọi người bảo thôi, chả đáng bao nhiêu cả, cho nó xong. Thì đấy chỉ là một những chuyện nhỏ thôi. Rồi là bị đến muộn. Có một lần mình xem trên YouTube có cái clip gì nhỉ, bạn ca sĩ Lưu Chí Vĩ, bạn ấy không biết là bạn đến muộn vì lý do gì mà bầu show khán giả thì bỏ về gần hết, và bầu show cứ đứng đấy chửi rủa người ta mà xúc phạm vô cùng, xong rồi cầm cái que giống như muốn đánh ấy. Mà nó một cái gì đấy mà mình thấy là rất khó cho nghệ sĩ, tại vì cái diễn là tỉnh mà người biết mà nó rất xa, cho nên là cái việc mà đảm bảo mọi thứ 100% đúng như ở thành phố là điều rất khó. Có điều là phải thông cảm cho nhau. Cho nên là có những cái chuyện là khán giả bị ném chai nước thì mình đã từng chứng kiến rồi. Tự mình đã từng thấy là khán giả bên dưới ném chai nước lên rồi ném một cái dép lên sân khấu là có. Mà đôi khi đó không phải là người ta ghét, người ta yêu thích nó quá. Nó đang sung quá, nhiều khi là trong cái cơn sung quá, không biết phải làm một cái gì cả, họ muốn thấy một cái gì đấy. Cho nên có gì trong tay ấy, là ném cái đấy. Thành ra nhiều khi cũng đâu có biết rằng nó gây hại cho nghệ sĩ như thế nào đâu. Thế rồi là thỉnh thoảng có những cái cũng đi tỉnh hay có những cái chuyện là thỉnh thoảng khán giả xung quá nhảy lên sân khấu xong múa may quay cuồng gào hét lên. Rồi nhào tới hung rồi ôm hay là đứng chụp ảnh nữa. Đấy tức là đang hát cứ lại nhảy lên đứng cạnh cái này xong rồi chụp ảnh, có khi còn selfie nữa. Tức là có những cái mà nghệ sĩ rất là khó xử. Tại vì nhiều khi mọi người cũng nói là không phải là chuyện là con ấy ứng xử đâu, mà chuyện là những đây là không phải là đất của mình. Sợ nhỡ có cái hành động gì thất thố một cái lát sau đi ra ngoài cổng là không còn đường về luôn. Đấy, ôi trời, còn tức là rất là nhiều chuyện đã từng diễn ra những chuyện như thế này rồi. Ngày xưa lúc mà mình còn đi viết báo in á, là cũng phải đi viết bài về những cái sự cố như thế này. Cứ mỗi một lần mà có những cái sự cố như thế là báo hay cử người đi viết bài, mình cũng phải đi gặp bầu show rồi đi gặp ca sĩ, và họ cũng kể nhiều chuyện cười ra nước mắt luôn. Đấy, tức là có những thứ mình tưởng là không bao giờ xảy ra ở cái thời đại hiện đại như thế này, nhưng vẫn có. Dạ, có. Đấy, thanh niên càn quấy chỗ này chỗ kia những rồi là... Bạn sao nam thì đỡ, nhưng bạn sao nữ thì sẽ bị sầm sỡ, bị dê rồi. Mặc cái đồ đính, gỡ ra hết. Thì cũng chính vì những cái điều như thế cho nên dần dần người ta cũng ngại đi diễn ở tỉnh. Với lại từ ngày mà cái thị trường, mà cái mảng thị trường là về event ấy, nó nở rộ ra thì nghệ sĩ cũng có nhiều cách để kiếm tiền. Và vẫn có thể đi tỉnh diễn được. Họ có thể diễn trong những cái hội nghị khách hàng của những công ty rất là lớn. Đấy là những cái chương trình được đầu tư tốt và được bảo vệ, quản lý rất là chặt. Ít khi bị khó. Cũng có thể vùng sâu vùng xa, nhưng mà ít nhất là ở đấy là vì nó là hội nghị của công ty đó. Thường những công ty đấy họ sẽ tổ chức, cái khâu tổ chức nó rất là tốt. Thành ra là họ sẽ hát bằng người đến nhiều hơn. Còn đương nhiên là sẽ vẫn có nhiều người đi hát show hội chợ và show chuồng gà. Dạ đúng rồi. Mình không phải đây không phải coi thường gì cả, nhưng nó là một cái loại hình show nó vẫn đang tồn tại. Chỉ có điều là nhiều người ta cũng bắt đầu ngại những show như thế, nhất là những nghệ sĩ bắt đầu có những cái vị trí nhất định, cho nên là thôi thì từ chối thì không nỡ, và ngày xưa cũng giúp đỡ nhau rồi từ đi từ số 0 lên, bây giờ từ chối thẳng thừng thì cũng không nỡ thì thôi nói giá cát xê cao lên. Nhưng mà nhờ nhiều khi nói giá cát xê cao có lại trúng show để đi diễn thì đấy, không ngờ thì sẽ có trường hợp là có những bầu show cắn răng chịu, nhưng mà nhiều khi ca sĩ là có những ca sĩ mình biết là hét là hét vậy thôi, đến lúc mà nhận cát xê thì họ cũng biết chia sẻ lại với bầu show. Bởi vì mình gặp rất nhiều ca sĩ ông nói như thế, bảo là hét lên để nhiều khi là cho bỏ ghét. Có những bầu show ngày xưa lúc mình chưa nổi á là chèn ép mình, bây giờ mình hét lại cho bỏ ghét. Nhưng mình hét để cho họ khỏi mời, nhưng không ngờ là họ vẫn mời. Họ vẫn mời. Đấy thì lúc đấy mình hiểu là nó là quan hệ cộng sinh giữa hai bên. Các bên dù gì vẫn cần đến nhau. Bởi vì người ta đâu ai nắm tay từ sáng đến tối. Ca sĩ có thể hôm nay chảnh nhưng ngày mai
hết thời, hết bài hit thời. Thì làm sao? Thì cũng sẽ lại phải nhờ đến bầu show thôi. Bầu show hôm nay chèn ép ca sĩ nhưng ngày mai ca sĩ nó nổi tiếng hơn. Hơn là vẫn cần đến ca sĩ đấy. Thì cũng lại phải nhờ lẫn, phải nhờ cậy thôi. Bỏ tươi bỏ tiền túi mời. Đấy, cho nên là thành ra mình thấy là ở đây cái chuyện show ở tỉnh ấy là một cái điều mà đúng là nhiều khán giả trẻ bây giờ có thể các bạn không biết. Vì các bạn thường là chỉ xem nhạc ở trên mạng hay là xem ở những chương trình lớn, những cái show miễn phí, những cái show event lớn ở thành phố thôi. Nhưng mà đấy nó vẫn còn một cái mảng thị trường như thế đó, mà phải là những người đã từng trải qua như Sơn Ngọc Minh này mới thấu hiểu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tin tiếp theo ạ. Lại thêm một vlog mới nữa nổi tiếng lên từ YouTube, đó chính là 1977. Vlog này đã giành được nút bạc nè, tự tạo một vũ trụ cho riêng mình với những cái phim rất là hấp dẫn. Đấy, mình cũng có xem một số cái clip của các bạn này làm và mình thấy cũng rất là thú vị. Tức là ở đây quan trọng là ý tưởng. Có thể là về mặt sản xuất hay là về mặt thể hiện thì nó không phải là quá độc đáo hay là quá đặc sắc, nhưng mà quan trọng nhất đây là ý tưởng. Họ đã chọn một cái mà không ai làm hoặc là hiếm ai nghĩ đến. Cũng giống như chúng ta hôm nào nói chuyện về album của ca sĩ Hoàng Thùy Linh đó. Đấy, tức là không phải là quá đặc sắc về mặt âm nhạc nhưng mà nó là ý tưởng lạ. Thì khi mình xem các bạn này mình thấy các bạn cũng ý tưởng hay và quan trọng là chúng ta biết là những cái tác phẩm văn học ấy là thực ra nó rất là quen thuộc với chúng ta, vì hầu như nó đều phải học ở trong nhà trường. Có điều là nhiều khi trong nhà trường cái việc học nó giống như là một cái việc bình thường. Có thể có người yêu văn học thì thấy nó hay, nhưng cũng có những người thì không thích. Và cái việc giảng dạy văn trong nhà trường thì có nhiều vấn đề lắm. Có nhiều người cảm thấy là mình không yêu văn là vì do cách dạy văn không hay. Thì bây giờ vẫn là những tác phẩm đấy, nhưng nó được thể hiện theo một cái cách khác. Nó khiến mà người ta cảm nhận nó dễ hơn. Nó dùng những ngôn ngữ của ngày hôm nay. Để chúng ta xem phim hài ấy, hay có những phim hài cổ trang, hay là kịch cổ trang nhưng mà dùng ngôn ngữ của ngày hôm nay. Đó, và có cái sự tương tác. Quan trọng là sự tương tác đối với người xem. Cho nên là họ thấy rất là hấp dẫn. Mà em nể các bạn trẻ bây giờ, tại vì các bạn trẻ có một cái tư duy rất là sáng tạo. Dùng những cái chất liệu cũ nhưng mà thêm vào đó những cái tư duy mới, tư tưởng mới thì các bạn sẽ làm mới được cái tác phẩm cũ. Thì bây giờ chúng ta cũng thấy là có một cái xu hướng ấy về nguồn. Tức là chúng ta dùng mới mãi thì cũng chán. Chúng ta cũng muốn tìm lại cái gì đấy vintage một tí. Mọi người thấy là bây giờ có xu hướng là làm nhà là trang trí bên trong kiểu vintage, đi mua những cái đồ gỗ cũ kỹ rồi những cái màu mà màu nâu, những cái màu xưa cũ về để trang trí cho nhà cửa. Ăn mặc cũng vậy, mặc bây giờ cũng bắt đầu ít màu lại. Đấy, rồi mặc những cái kiểu dáng nó hơi xưa xưa một tí. Tức là có rất nhiều cái xu hướng về nguồn. Thì cũng giống thỉnh thoảng chúng ta xem ấy, xem phim ấy, hay thấy là trên YouTube mọi người hay post những cái bộ phim ngày xưa lên. Và mọi người mới ùa vào, ôi đẹp thế, Sài Gòn ngày xưa đẹp thế, ôi diễn viên ngày xưa đẹp thế, bây giờ diễn chán quá, bây giờ không hay như xưa. Đấy, thì các bạn này, các bạn nắm được cái xu hướng đấy, các bạn ấy khai thác đúng cái yếu tố đấy. Thứ nhất là cho người ta một cái không khí rất là vintage, rất là xưa. Thứ hai là dùng những cái câu chuyện nó quen thuộc. Chúng ta thấy là những cái clip của họ như là vợ chồng A Phủ, Chí Phèo, Lão Hạc đều là những cái rất là quen. Hầu như chúng ta ai cũng biết đến vì đã học ở trong nhà trường. Kể cả không học đi chăng nữa thì ít ra cũng đã được nghe nhắc đến, nghe nói đến trong những cái gì đấy rất là trend bây giờ. Nhất là gần đây mọi người thấy Trần Mị là rất là trend này. Xong rồi đến cậu vàng, đấy cậu vàng. Thế còn Chí Phèo thì từ xưa đến nay thì lúc nào nó cũng là một cái rất là trend. Chí Phèo Thị Nở là một hai cái hình tượng mà cực kỳ là thân quen, kể cả người không biết về văn học cũng đã biết đến hai cái hình tượng đấy. Cho nên là các bạn đã khai thác, cái là được, là đúng, mình thấy là hay. Cái mình chỉ mong bây giờ là các bạn đã giữ được cái năng lượng sáng tạo đấy và duy trì được cái sự hấp dẫn. Chứ khán giả thì chả biết đâu một lần. Mấy trăm ngàn người thích các bạn ấy, cũng giống như mấy triệu người thích bà Tân này đó. Đấy, rồi đến một ngày quay ngoắt lại chán. Đấy, rồi lại report lại kia, rồi mệt lắm. Em chỉ sợ là xu hướng của khán giả là hay hôm nay thích rồi ngày mai không thích nữa thôi. Chứ thì đấy thì thực ra khán giả mình biết là rất khó đoán. Có những cái vlog hay có những cái YouTube mà hay trang Facebook mà có những thời gian hot kinh khủng khiếp, có cái lượng tương tác đông kinh khủng. Thế dần dần chả có ai làm gì cả, tự nhiên nó cứ vắng dần đi. Mặc dù nó cũng không dở hơn, nó cũng không hay hơn, nó vẫn thế thôi. Nhưng mà tự nhiên người ta chán. Chắc là do nhu cầu của mọi người. Đấy, thì có thể mình thấy là do bây giờ là có rất là nhiều người là cùng làm cái này thì khán giả người ta có nhiều lựa chọn. Có thể ngày hôm nay tôi thấy cái này rất là hay, nhưng ngày mai tôi mở YouTube ra tôi thấy có một cái khác cũng hay, thế là tôi phải dành thời gian cho nó, tôi bớt thời gian cho cái này đi, thế dần dần tự nhiên nó cũng nguội đi. Nói thì các bạn đừng có bỏ bản tin video 25 giờ nhé. Bởi vì ở đây luôn cập nhật cho tất cả các bạn những thông tin mới nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tin tiếp theo ạ. Tranh cãi về giấy kết hôn của Văn Mai Hương là giả. Một cái câu chuyện rất là... Hôm nào mình cũng nói sơ sơ chuyện này đấy. Mình cũng có nghi vấn là thực ra mình nghĩ là nó là giả. Nó có thể là một cái hình trong MV. Một cái MV mới, trong đó có cái hình đám cưới. Tại vì hôm nào mình nói là có cái bài hát thì cũng liên quan đến đám cưới. Của Bùi Anh Tuấn với Văn Mai Hương đấy. Đấy, thành ra là
mọi chuyện nó rất là lấp lửng, bởi vì thực ra cũng giống như câu chuyện ly dị của Hoài Hồ Anh và Văn và Lưu Hương Giang ấy. Yeah. Đấy, tức là khi mà có tin một cái là đã có cái bằng chứng tung ra và xác thực ngay, tức là có nguồn tin tay trong cung cấp xác thực ngay, còn cái này lấp lửng. Bây giờ đợi chính chủ xác nhận thôi. Đấy. Với lại có cái chuyện là mọi người phỏng vấn mẹ của Bùi Anh Tuấn và bà nói là không có chuyện đó, thì mình nghĩ là chuyện này dễ tin hơn. Yeah. Chứ là một người mẹ không có lý gì đám cưới của con mà lại đi phủ nhận từ chối như thế, bởi vì một đám cưới người ta đâu phải mời bạn bè của cô dâu chú rể đâu. Yeah. Còn họ hàng của hai bên nữa, chẳng nhẽ bây giờ đi mời khắp nơi rồi, thế xong thì lại bảo ô không phải đám cưới đâu. Thì người lớn mà đâu có thể nói chuyện như thế được. Nhưng mà bây giờ không biết là Văn Hương đang quen ai nè. Hương đang quen Bùi Anh Tuấn hay là quen ai, một ai khác không biết trong showbiz. Hoặc đôi khi người ta đám cưới rồi người ta tung lên mạng vậy để cho mọi người vô tò mò mình ra MV mới thì sao? Thì đấy, tức là mình thấy là nó cũng có nhiều cái lý do trong cái sự tung cái hình ảnh này lên. Yeah. Dễ gây tò mò, cũng như đến cộng đồng mạng công nhận cũng chịu khó tìm thật đấy. Báo chí cũng chịu khó là đi tìm là truy ra được cả đây là cái phôi cũ, cái phôi đăng ký cũ, không bây giờ không còn sử dụng nữa. Yeah. Đấy, thì cho nên là rất có thể là nhiều khi là cần một cái đạo cụ cho một cái MV. Thế là lấy một cái hình cũ ra, một cái phôi cũ ra để làm. Bây giờ mà chị biên tập cho số điện thoại của mẹ Văn Hương là gọi hỏi liền. Đấy, luôn. Nhưng mà đấy, nếu trong trường hợp là không cưới Bùi Anh Tuấn mà có thể cưới một người khác thì thực ra chuyện này cũng là bình thường. Dạ, bình thường thôi. Đó. Thì con gái đến tuổi phải lấy chồng thì phải lấy chồng thôi. Yeah. Đấy, chỉ có điều trước đây là đồn là cưới Bùi Anh Tuấn thì anh em mới có cái chuyện là tranh cãi là có hay không, chứ còn thực ra nếu mà Văn Hương cưới một người không một người à, bất kỳ là ai đó, giống như trước đây cô đã từng có một người bạn trai nhiều năm và đã suýt nữa thì cưới nhau, thì mình thấy chuyện đấy cũng là bình thường. À, những ca một số ca sĩ khác cùng lứa với cô ấy cũng đã lấy chồng rồi đó, mà thì cái chuyện đấy là tính đại bị Văn Hương là lấy chồng trẻ rồi đó. Như bình thường là gọi là ở quê, nếu mà ở quê là đi học lớp là dắt theo con đi học tiểu học rồi đấy, chứ con bom nổ chậm rồi đấy. À, nói vui thôi, chứ mình nghĩ rằng là thực ra nghệ sĩ nào mà làm đám cưới ấy, mình cũng xin chúc mừng. Yeah. Bởi vì người ta cứ hay nhìn vào showbiz, người ta nói là tình yêu của giới nghệ sĩ nó hời hợt, nó phù phiếm, chỉ yêu thôi chứ khó mà hạnh phúc được, thì ai mà cưới được mà hạnh phúc được nữa thì lại càng mừng. Mừng cho họ thôi, tức là họ phải yêu nhau đến thế nào thì họ mới chấp nhận cưới nhau. Họ cũng ý thức được rằng là trong showbiz nó nhiều cám dỗ, nó cũng có nhiều chuyện này chuyện kia, mà họ vẫn yêu nhau và họ chấp nhận cưới nhau thì tức là họ phải rất yêu nhau. Thì thôi, mình xin chúc mừng cái tình yêu đó và mong rằng đây là thật. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tin tiếp theo ạ. Quang Trung bị hacker tấn công tài khoản lừa đảo tiền khán giả. Qua cái chuyện này thì mới thấy là đúng là cái chuyện là bị hack Facebook ấy là cái chuyện đúng là đáng sợ. Nhưng mà mình cũng thấy là công nhận là bọn lừa đảo bây giờ nó dễ thật đấy. Dễ lắm ạ. Rất nhiều người vẫn còn rất là nhẹ dạ cả tin. Chúng ta cũng biết là ngay cả người mặt giáp mặt đây, bạn bè thân thiết nhau mà vay tiền mà còn phải suy nghĩ. Yeah. À, huống chi là nhiều khi trên mạng nhắn một vài cái tin một cái là tự nhiên là cho nhau vay tiền ngay. Đấy, thành ra sau này có những cái thỉnh thoảng mình cũng nhận được những cái tin như thế. Trong trường hợp như vậy thì mình gọi điện cho bạn. Mình bảo ôi vay tiền là chuyện quan trọng mà. Yeah. Đâu phải là chuyện vớ vẩn để mà tự nhiên là nhắn một cái tin Facebook. Ngay cả trường hợp là bạn của mình ngày xưa cũng hay nhờ là mua thẻ điện thoại ấy, nạp rồi bảo không đọc số điện thoại đấy, nạp cho nạp thẳng, mà bây giờ có dịch vụ nạp thẳng vào số điện thoại đấy rồi. Chị Thúy. Đấy, rất nhiều cái màn chị Thúy. Tên kinh điển đấy. Yeah. Thực ra thì cái việc mà hack tài khoản á là cái việc mà rất là dễ đối với tất cả các bạn IT. Khi mà chúng ta dò được cái password là hack được rồi. Nhưng mà vấn đề là cái này là do mình không bảo mật kỹ, vì bảo mật có hai lớp nè. Rồi Facebook thì nó có nhiều cái chế độ để có thể cài đặt bảo mật cho mình nữa. Thì có nhiều người chủ quan lắm. Có những người bây giờ không nhớ Facebook mình password là gì luôn. Các bạn ấy dùng cài trên điện thoại mà nó có sẵn như thế. Nó tự động nó ghi nhớ. Và chính vì nó việc nó ghi nhớ như thế, hacker nó mới dễ lần ra được password của mình khi mà nó hack vào cái, bởi vì nhiều khi ấy, chúng ta có biết là rất nhiều những cái trang web hoặc những cái trình duyệt nó sẽ lưu lại cái pass của mình trên đấy, cho nhiều khi nó sẽ hack qua cái cổng đó. Nó biết được một loạt những cái pass của mình. Thì nhiều bạn chỉ chủ quan là mình không tiết lộ pass Facebook là được, nhưng mà có một đứa nào đấy nó hack được vào cái trình duyệt Chrome hay là Google hay là Cốc chẳng hạn, là nó sẽ lấy được hết tất cả những cái pass của mình đang lưu và ở trên đó. Và đôi khi mình xài những cái ứng dụng mà nó gọi là nó không có rõ nguồn gốc á. Đấy thì thực ra là nhiều người cũng rất là chủ quan. Mình biết rất nhiều bạn chứ không phải là ít đâu, bạn bè bây giờ bảo hỏi không biết pass Facebook, password của mình như thế nào, bảo bây giờ muốn đổi cũng không biết đổi được tại vì không biết pass cũ như thế nào. Quen rồi. Đấy thì là cứ dùng quen có sẵn như điện thoại, mà đến một ngày bị mất điện thoại bắt đầu mới choáng váng, mới ngỡ ngàng, mới cuống quýt tít mù lên. Mất điện thoại là mất hết tất cả mọi thứ thông tin. Thì đấy. Thành ra nhiều bây giờ bảo mất điện thoại xong muốn lấy lại Facebook không lấy được tại vì không nhớ pass. Ít ra còn vào Facebook để mà khóa nó lại. Là đây không được luôn. Và hầu như là các bạn diễn viên, nghệ sĩ thì được bây giờ thì được cấp một cái dấu stick xanh anh để bảo mật tài khoản của mình. Và nếu mà các bạn mà không có stick xanh thì dễ bị hacker tấn công hơn. Thì mọi người nói là stick xanh vẫn có thể bị, ít nhất là cái khả năng lấy lại
nó nhanh hơn, cao hơn. Tại vì giống như là mình đã được Facebook xác nhận, họ biết mình là ai, thì khi mình gửi kiến nghị là họ biết chính xác mình là ai, họ sẽ lấy lại cho mình. Thế còn với những người không thì mình ấy đấy, phần lớn là do mọi người chủ quan, mọi người rất là chủ quan trong cái việc đấy. Và đã có rất nhiều người bị rồi, nhưng mà dường như là mọi người không chưa gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy. Chưa phải mình thì chưa biết sợ. Chứ cần ngay bình thường mình như là bình thường Facebook của mình cũng chả có cái gì cả, mình có bị hack mình cũng chả sợ cái gì, mất cái gì, chỉ có hình ảnh suốt ngày ăn chơi nhảy múa mèo miếc trên đấy thôi. Nhưng mà mình cũng rất là cẩn thận, tại vì nhiều khi á mình thì không sao, mất Facebook mình tạm cái khác, nhưng mà có thể kẻ gian nó lợi dụng mình, nó làm mình hình ngay kia, tự nhiên là mình bạn bè mình nhỡ bị lừa. Nhiều khi á mình cứ trách người ta là nhẹ dạ cả tin, nhưng mà nhiều khi người ta vì tin mình, người ta nghĩ là một người như thế này làm sao mà đi lừa ai được, thì thôi thì giúp đỡ đi, ví dụ thế. Đâu phải ai cũng có thể biết số điện thoại của mình. Chứ kể các bạn nghệ sĩ nhé, các bạn có nhiều fan, có những fan là rất là cuồng. Chỉ còn chỉ được nghệ sĩ vào nói chuyện với mình thôi là bảo gì cũng làm. Vui lắm rồi. Đấy, thế là thì thôi, thì bọn lừa đảo nó nắm được cái top đấy là nó lừa thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 25 giờ chuyển động VBIT. Hoàng Thùy Linh kể chuyện độc thân, lận đận tình duyên bằng ca dao tục ngữ đầy hóm hỉnh trong album mới. Đúng 20 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10, Hoàng Thùy Linh đã chính thức phát hành album Vol 3 của mình. Album thực sự gắn tượng mạnh với một setlist mang đậm concept dân gian và văn học. Sản phẩm đậm chất văn hóa Việt Nam này như mốc son đáng tự hào nhân kỷ niệm 10 năm ca hát của cô, bao gồm 7 bài hát mang đậm concept dân gian và văn học. Ngay sau khi phát hành, album đã nhận về mình cơn mưa lời khen. Với sự đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, chỉnh chu về chất lượng âm nhạc, cả phần giai điệu và lời bài hát đều được đánh giá cao bởi phần kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. MV mới mất hút hội Top Trending, Jack và KICM lại đầu bảng khi xuất hiện tại Giọng Hát Việt nhí. Cách đây không lâu, khán giả hâm mộ của Jack và KICM cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi MV Em Gì Ơi của hai chàng trai dù đạt lượt xem cao ngất ngưỡng nhưng lại hoàn toàn mất hút trên Top Trending YouTube dù ở thứ hạng thấp nhất. Tuy nhiên, tiết mục mà Jack và KICM kết hợp cùng thí sinh ở vòng bán kết Giọng Hát Việt nhí năm 2019 đã dẫn đầu Top Trending YouTube chỉ sau 24 giờ lên sóng. Điều này chứng tỏ sức hút của cặp đôi này không phải dạng vừa đâu. Live show đầu tay cháy vé sau 8 phút phát hành, Đen Vâu tung ngay teaser MV mới tặng cho fan của mình. Tối ngày 18 tháng 10, show của Đen đã cháy vé chỉ sau 10 phút mở bán với hơn 5.000 vé được phát hành. Mừng live show đầu tay cháy vé, tối ngày 19 tháng 10, Đen Vâu bất ngờ phát hành teaser MV mới dành tặng cho các đồng âm. Mặc dù tên gọi và phần giai điệu chính thức của ca khúc vẫn chưa được hé lộ, nhưng tạo hình Sherlock Holmes của Đen đã đủ gây ấn tượng mạnh với khán giả. Cùng chờ đón sản phẩm tới tạo hình mới của Đen này nhé. Xin cảm ơn Minh Đức đã ngồi đây tâm sự cùng với tất cả các bạn khán giả về những tin trong showbiz. Và xin cảm ơn nhãn hàng Eureka đã đồng hành tài trợ cùng với lại bản tin VBIT 25 giờ. Và bây giờ thì Sơn Ngọc Minh và anh Minh Đức xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn vào chương trình lần sau.